Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Hường Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. Em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều. Chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải mình nói nghề nhiều nghiệp, ha. Mình nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên, đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng và có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng nhiều năm rồi ạ, 2-3 năm ạ. Rồi, bạn gái. Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa, không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn ha em? Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại nhưng người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn. Là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối rồi chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi, coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn, cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói làm sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiêu? Chúc cặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. Đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? Mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái Châu Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lánh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hủi mùi thuốc không được, em bị ngợp. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ, được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. Với lại... gì nữa, yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà không hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. Hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết. Làm dâu được không? Anh ở Cần Thơ luôn hả? Anh Cần Thơ, anh con Út. Em con một nên đi xa không được. Nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu.
Bắt rễ được không? Bắt làm rễ thì mình vẫn chấp nhận, tại vì mình thương thì mình chấp nhận. À, mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này ta muốn lấy sớm đó, bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào, coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em, vì mẹ em có việc nên không có đi được. À, rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Rồi mẹ trẻ chào đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp, thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi. Rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đây hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách ở nhà, rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim ha, tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế không? Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta. Nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay kích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng lá gió từng đêm
nhắc nhở thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dần hơn. Vì mình xa, vì em gung quá. Rồi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Là đầu tiên em gung như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta để tay bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau, đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đấy. Tay em đầu... bị đổ mồ hôi vậy. Kệ. Tại hồi đó giờ không ai em nắm á, nó mới đổ mồ không hôi sao, đó. Tay anh đổ hơn. Trời tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, sao ấn tượng nha, nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm thấy nhận sao? Như thế nào? Dạ mắc cỡ quá. Mắc cỡ nhanh quá à. Hùng để lâu lâu chứ. Hùng nó miết miết chút xíu là lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên, nó quan trọng lắm. Nào để y nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu từ từ, để y nguyên, để y nguyên. Thấy sao hả? Hồi hộp. Em cảm thấy sao? Dạ cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thể hiện như thế nào á thì mọi dạ. Thông tin chi tiết này nọ là anh cứ tự chia sẻ giúp em ha. Bây giờ anh chia sẻ giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ em tên là Nguyễn Quang Dũng. Em quê ở Đồng Nai và hiện tại em đang ở Tà Nông thuộc thành phố Đà Lạt. Và nghề nghiệp của em là làm gara sửa xe. Anh sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 94 ạ. Anh là anh sửa xe hả anh? Dạ vâng, mình có cửa tiệm riêng hay là như thế nào ạ? Dạ vâng, đây là cửa tiệm riêng của em và ba em, hai cha con làm. Rồi, mình có tài lẻ nào không anh? Tài lẻ hả? Dạ. Tài lẻ thì chúng em chỉ biết chúng là hát được. Ừ, hát thử cho em nghe lại coi nào. Hát về gì ta? hát đạo chứ. Này người anh yêu hơi, lại gần đây với anh. Anh sẽ nói ra từng từ từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hơi, ghé sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không, con tim anh nói rất cần em. Thôi em hát ngắn rồi. Rồi, ok. Mình đã anh nói giúp em sơ về cái điểm mạnh điểm yếu mình là gì đi. Điểm mạnh à? Ừ. Điểm mạnh thì chịu khó. Chung là ý đã hòa đồng với tất cả mọi người. Còn là khả năng gọi là trong giao tiếp thì tự tin, không có ngại ngùng trước đám đông. Nhưng mà điểm yếu thì
Nói chung khi đối diện với người người bạn gái của mình ấy, hay là người bạn này mà bạn gái ấy, thì hơi e ngại, hơi hơi ngại ngùng á. Ừ, ngại gái đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Đã từng trải qua 2 mối tình rồi. Ừ. Mình đã kết hôn chưa? Dạ chưa. Ừ, anh có thể kể sơ em về 2 mối tình của anh như thế nào đi, sau khi mình chia tay rồi mình gặp nhau như thế nào. Mối tình đầu tiên là thời năm 17 tuổi, là có quen một bạn nữ ở trên cũng ở trên Đà Lạt luôn, mà cô ấy học cũng làm đang học gọi là đại học sư phạm á, là giáo viên á. Quen cô ấy cũng được 2 năm, nhưng mà không hiểu lý do vì sao á, tự nhiên cô ấy không biết lý do gì mà nên đòi ý kiến, là được cứ đòi chia tay, thì mình tôn trọng vào đấy thôi, nhưng mà thì cũng chấp nhận chia tay thôi. Còn đến người căn người thứ hai á, thì ở dưới Bảo Lâm, Bảo Lộc á, thì bạn ấy thì gia đình khó khăn nên là hai người không đến với nhau. Gia đình bạn ấy khó khăn. Đúng rồi. Rồi sao anh không đến được với bạn ấy? Dạ không, tại vì nói mà bạn ấy không nghe, tại vì bạn ấy nghe buộc ba mẹ bạn ấy quá. Giống kiểu như thấy mình giống như khác đạo là cái điều tiên nè. Xong rồi công việc của mình ấy, cô ấy cũng không thích nữa. Tại vì mình làm gara sửa xe nên là nhiều khi đôi khi họ thấy là tại vì nghề mà chắc chắn là nó sẽ dơ. Do là anh là anh đạo gì? Đạo Thiên Chúa. À dạ, đạo Thiên Chúa. Rồi, hiện tại bây giờ á, anh đã độc thân được bao nhiêu lâu rồi? Là sao gì? Mình đã ế được bao nhiêu năm rồi đó? Thì được cỡ khoảng 4 năm rồi. Trời đất ơi. Chẳng lẽ trong 4 năm đó anh không có thích ai hết hả? Không có kiếm được ai không, chỉ là vẫn có gọi là giống kiểu như là tình đơn phương thôi. Nói chung là cũng chỉ gọi là giống kiểu quen qua Zalo hay là Facebook gì đó thôi, chứ không có gặp nhau trực tiếp. Ồ, bây giờ anh tới với chương trình đó, anh mong muốn bạn gái của anh như thế nào? Ngoại hình đi. Ngoại hình thì không, tại vì mình nói chung mình cũng thấp, tại vì mình có cao 1m65 mà, nên cũng không cần phải nữ bạn nữ phải cao quá. Nói chung từ 1m50 trở lên là được rồi. Nói chung là nếu mà bạn nữ thì mà nếu như mà hơi hơi mập mập một xíu thì tốt. Còn cái gọi là đẹp hay không thì không quan trọng. Nói chung là dễ nhìn là được rồi, không cần nhất phải đẹp lắm. Ừ. Rồi quê quán nè, anh mong muốn quê quán bạn ấy ở đâu? Thì mình cũng muốn ở Đồng Nai hoặc là Lâm Đồng cũng được, không sao cả. Sài Gòn được không? Sài Gòn cũng được. Ừ, gần gần đúng không? Rồi, về cái tuổi tác nha. Tuổi tác anh mong muốn bạn nữ là bao nhiêu tuổi? Ý là cho em mỗi con số nhất định đi, từ 25 cho đến 32, 36 gì đó chẳng hạn, để em biết em chứng. 27 được không chị? 27 hả? 27 tới bao nhiêu nè? 27 tới 29. Hả? 27 tới 29. Dạ. Ồ. Hoặc là từ hả? Lớn hơn 1-2 tuổi thì cũng được, nhưng mà tùy thôi. Cũng được, chứ không công nhất thiết là quan trọng cho lắm. Ừ. Vậy thì nghề nghiệp của bạn nữ á, anh mong muốn bạn ấy như thế nào? Cho em hỏi xíu nha, thu nhập của anh hiện tại bây giờ là bao nhiêu? Hiện tại nếu mà thu nhập 1 tháng mà dưới 15 triệu là không đủ chi tiêu cho gia đình. Từ 15 triệu trở lên. Ừ, vậy thì bây giờ nếu anh có bạn gái nha, anh có thể lo được bạn nữ không? Dạ được. Ờ, nếu như mà bạn thật sự nói, nếu mà như bạn nữ mà về được làm dâu thì tốt. À rồi, bây giờ cái nghề nghiệp anh mong muốn bạn nữ như thế nào nè? Nói chung là nghiệp với nữ mình không quan trọng, mình tôn trọng bên bạn nữ thôi. Kể cả là bạn nữ không làm gì cả mà về gọi là phụ giúp cho mình thôi là được rồi, chăm lo gia đình thôi là mình cảm thấy ổn rồi, chứ không cần nhất thiết phải bạn nữ phải có công việc. Nhưng mà nếu mà bạn nữ có công việc ấy mà thì hai người nếu mà về sống với nhau thì cùng chia sẻ công việc với nhau thôi, chứ không gì cả. Ừ.
Nói chung là việc làm dâu càng tốt. Vậy thì cho em hỏi nha, về hôn nhân bạn ấy đã từng kết hôn được không? Hình như cái đó thì có thể là mình nghĩ là hơi khó đấy. Tại vì mình cũng sợ. Không, sợ, sợ con mình, con họ nhiều khi mà sau này mình khó nói chuyện á. Rồi, bây giờ thì như vậy rồi, nhưng mà đến lúc sau này rồi, khi mà mình có với bạn ấy có con chẳng hạn đi, xong rồi con mình với con đôi khi mình vô tình mình ví dụ như con nó hư mình la nhẹ con nó thôi, xong rồi anh xong rồi là người ta nói chung là nhiều cái khó nói lắm, nó phức tạp. Ủa là em đã kết hôn bao giờ Dũng? Chưa chị. Rồi, ok, đây là một cái buổi casting thôi ha, thì có gì nếu mà được động vào chương trình nó sẽ có một bạn biên tập làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Một buổi casting của bạn muốn hẹn hò thôi, thì để coi là cách nói chuyện của anh như thế nào á. Anh có thể tự giới thiệu chi tiết giúp em về họ tên, thông tin, tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán của mình nha. Anh ơi, em không nghe được, anh có thể để điện thoại sát được không? Tại vì cái em không nghe được cái loa. Dạ vâng. Dạ rồi, nghe rồi, ok. Em xin giới thiệu là em tên là Nguyễn Ngọc Thủy. Chết rồi, vẫn không nghe được, là sao ta? Alo ạ. Dạ alo ạ. Alo ạ, chị nghe rõ không ạ? Nó hơi bị nhỏ á, là do nó bị kẹt. Được không? Do có là bị nhỏ đúng không ta? Rồi chắc thế. Rồi vậy anh nói lớn giúp em ha, anh tên là Nguyễn Ngọc Thủy rồi, sinh năm bao nhiêu ạ? 1988. 1988 rồi. Ok, mình nghề nghiệp của mình là gì? Em làm kỹ thuật, ở trong công ty dược phẩm ạ. Kỹ thuật công ty dược phẩm. Ở đâu lần anh? Ở Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Bắc Ninh hả? Vâng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Là anh đang ở Bắc Ninh luôn đúng không? Dạ vâng. Thì anh cho em biết là cái hiện tại thu nhập của anh bây giờ là bao nhiêu ạ? Từ 12 triệu ạ. 12 triệu, vậy thì cho em hỏi là mình đã có đầy đủ về nhà cửa thì nào, đã ổn định chưa ạ? Em có đủ ạ. Có đủ rồi ạ. Dạ rồi. Anh ơi, tại cái này chủ yếu là mình sẽ là người tự khai thác nói chuyện á, cho nên là anh cứ tự chia sẻ cho nó linh hoạt xíu ha. Rồi, vậy thì anh có cảm thấy là mình có cái tài lẻ nào không? Em biết hát. Hát hả? Ok, anh hát cho em dùm mẹ, dùm em một cái hả? Người yêu ơi, có em đã héo khô, mặt hồ lá xanh xa, những con đường vắng sương mờ. Rồi, ok. Thì bây giờ nữa nè, anh có thể nói cho em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là trung thủy, chân thành, thật thà. Còn điểm yếu của em nữa là hơi nhút nhát, mấy cả hơi chậm chạp. Nên là không quyết đoán á. Chị có nghe rõ không ạ? Điểm yếu là nhút nhát, chậm chạp đúng không? Vâng, mà không quyết đoán. Vâng. Không quyết đoán. Rồi về vậy thì cái tình trường của anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì chủ yếu em chỉ là tình đơn phương thôi. Yêu đơn phương hả? Còn chủ yếu là yêu đơn phương. Có hai mối tình đơn sâu đậm thì chiều hôm nay mình chắc phải chỉ cầm tay người ta. Là trước giờ hai mối tình yêu đơn phương đó là anh chỉ cầm tay thôi. Dạ vâng, chiều hôm nay rồi là vâng. Không có thể, trước giờ anh đã hôn ai chưa? Chưa, em vẫn là trái tim. Trước giờ chưa hôn ai, chỉ nắm tay rồi. Ok, nhưng mà cái yêu đơn phương đó là anh đã giống như là kiểu là mình đã
nói về cái tình cảm của mình cho người ta biết chưa? Có nói cho người ta biết, nhưng mà sau đấy kiểu như là qua một thời gian, khoảng mối tình đầu tiên thì khoảng kéo dài khoảng 2 năm thì mình nói cho người ta biết, nhưng mà sau đấy rồi không đồng ý. Mối tình thứ hai thì sao ạ? Là em 96 ở gần, là mối tình đơn phương. Em cũng năm khổ lực, nhưng mà chia tay. Như là cũng chủ động nhưng người ta cũng không đồng ý đúng không? Rồi. Chà. Mối tình đấy nên kiểu như là mình vẫn còn nhớ mà vẫn còn thương người ta, nên bây giờ em vẫn độc thân. Vậy bây giờ anh lên chương trình, anh mong muốn bạn gái của mình như thế nào nè? Em muốn cứ nhìn này, cân đối này. Cân đối cao bao nhiêu ạ? Cao 1m52 trở lên. Anh cao bao nhiêu? Cao 1m70. 1m70 rồi, ok. Vậy thì tuổi tác anh mong muốn bạn nữ của mình là cho em một cái phạm vi con số nhất định đi, từ 20 cho đến 30 hoặc là từ 30 cho đến 40. Từ 20 đến 3. Thường thường là em hợp những tuổi như là tuổi 95, 96, 97. Còn 95, 96, 97, nhưng mà những cái tuổi này nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ xíu à, cho nên nó sẽ có những cái việc mà nó đòi hỏi rất là cao. Em nghĩ thế nên có thể là từ ít tuổi hơn em là được. Ít tuổi hơn anh, ý là lớn hơn 1-2 tuổi được không? Chắc là thôi. À. Không lớn hơn tuổi đúng không? Bằng tuổi là được đúng không? Bằng tuổi anh là được đúng nha. Rồi, ok. Vậy thì cái nghề nghiệp của bạn nữ anh mong muốn là như thế nào ạ? Ngành với em thì càng tốt, còn không ngành khác cũng được. Ngành em ví dụ như ngành y dược hoặc là ngành điều dưỡng đấy. Cùng ngành là được đúng không? Càng tốt. Rồi về cái hôn nhân á, ví dụ như bạn ấy đã từng kết hôn được không? Từng kết hôn nhưng mà phải chưa có con. Chưa có con hả? Vâng. Đã kết hôn nhưng không có con. Bây giờ ví dụ như là quê quán thì anh muốn bạn gái ở đâu? Ở càng gần càng tốt ạ, mấy cả lập nghiệp. Là sao anh? Ở đâu anh nói lớn lên, tại em nghe hơi nhỏ. Bắc Ninh hoặc là các tỉnh lân cận Bắc Ninh, dưới 60 cây. Bắc Ninh hoặc các tỉnh lân cận đúng không? Ở Sài Gòn không được hả? Tại vì em không có hướng sang ra Sài Gòn, nên nhiều khi cũng ở xa là không cho rồi, ok. Đây là một cái buổi, chỉ là một buổi casting thôi. Thì có gì nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình á, thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với anh sâu hơn nha. Dạ, rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chị ơi,